Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa, vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận xin trân trọng thông báo. Kính gửi quý niên trưởng, quý chiến hữu và quý đồng hương, kính gửi ông chủ tịch cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia, kính gửi quý vị chủ tịch, hội trưởng các hội đoàn, đoàn thể vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia, kính gửi quý cơ quan truyền thông, báo chí. Kính thưa quý vị, Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam, Cộng hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận sẽ tổ chức Ngày Quân lực Việt Nam Cộng hòa năm 2018, gồm có hai buổi lễ tại kỳ đài trung tâm thương mại Eden. Thứ nhất, đêm truy điệu chiến sĩ Trận Vong sẽ được tổ chức lúc 8 giờ tối thứ năm ngày 22 tháng 6 năm 2018. Thứ hai, lễ chào quốc kỳ lúc 12 giờ trưa thứ bảy ngày 23 tháng 6 năm 2018. Đặc biệt năm nay có sự tham gia của quý chiến hữu thuộc Tổng hội Kỹ thuật Lôi Hổ nhân dịp quý vị về Hoa Thịnh Đốn tổ chức đại hội. Trân trọng kính mời ông Chủ tịch Cộng đồng, quý vị Chủ tịch, Hội trưởng các đoàn viên, quý niên trưởng, quý chiến hữu và quý đồng hương cùng tham dự hai buổi lễ nói trên sự hiện diện của quý vị nói lên lòng tri ân đồng thời cũng để tưởng niệm các chiến sĩ quân lực việt nam cộng hòa đã hy sinh vì tổ quốc bảo vệ danh dự quốc gia và thực thi trách nhiệm bảo quốc an dân trong suốt cuộc chiến chống lại sự xâm lăng của cộng sản trân trọng nguyễn văn tần chủ tịch liên hội cựu chiến sĩ việt nam cộng hòa vùng hoa thịnh đốn và phụ cận